Bây giờ mới đến nửa đường nó mới mặc cái này. Đúng rồi. Ê. Đến nửa đường nó mới mặc cả, nó đòi 23 triệu mà mới 250 cây số này. Mẹ người chết đi. Thì các anh em thôi chứ còn quan trọng thì anh em mình tình cảm nó này. Thưa em à, bây giờ hai một cái lời chỉ cô với bảo là như này này, bây giờ đúng như thế đi được đi cũng như thôi, bây giờ là hai chú giảm 15 triệu thôi. Mẹ cái ông này đi bóp người chết rồi, mẹ người đã chết rồi mẹ đưa còn mẹ lại lấy 23 triệu. À. Nhưng mà với cái giá mà anh báo cho em bằng lấy tiền nhá, 25 triệu từ Bắc Giang về đến Chiêm Hóa hôm qua nhá, là nó quá nhiều. Từ Sài Gòn ra còn chưa được như thế. Đấy bây giờ em chết người rồi mà gia đình người ta nghèo khó như thế, bây giờ muốn người ta có người người ta còn đưa không đi. Nhưng mà thôi em không cần. Cái đấy là chỉ giúp em cảm ơn rồi, nhưng mà chỉ bây giờ đấy em nói thật sự ra như thế thì em đã 15 triệu được, không thì đi, không thì quá hoàn cảnh luôn đấy. Anh, chứ còn biết chứ. Anh khổ lắm, anh sung sướng gì đâu. Người dân tộc còn chứ còn biết chứ. Phải điểm chỉ em đi hộ người ta như thế. Châu bò không có còn nào. Sướng gì đâu em. Về nhà chưa chắc nó có tiền để đảm luôn. Nhưng mà phải em dám đảm nhiệm lo cho như thế. Chắc khó chú đấy. Em thế rồi, nó chú đấy quá đường nó chỉ như thế thôi chú ạ. Thực ra thì nó rất khó cháu ạ. Xăng dầu này nọ cái giá nó chi phí nói chung thì nó chú phải nói cho cháu nghe đấy. Nói chung như thế. Chú phải nói ai thì cũng làm nghề cũng thế thôi. Kể cả cháu đi chạy xe thế thôi. Chú biết rồi. Và chú thì chú vẫn bây giờ giúp đỡ lẫn nhau rồi chú ạ. Chú biết. Nhưng mà không ai mong muốn cái chuyện này. Như chú nói là gia đình mình phải nói chuyện với cháu. Gia đình. Khó thế cơ. Đúng không? Cháu bảo đấy chú ấy làm giá em từ đầu hiểu cho anh như thế, nhưng mà anh khổ lắm, anh cũng xuống nước về luôn. Không, bọn em đã hỏi anh trước từ cái lúc em chưa ơi. Làm gì đã hỏi là anh đi là anh lấy bao nhiêu em ơi, anh em đi ơi. Lấy như nào anh phải bảo em, nhưng mà em anh cứ bảo từ từ thôi, tí nữa về em phải nhớ, nhớ câu nói của anh là anh chỉ sợ là công an người ta mổ xẻ gia đình em. Ông về đến đây nó khó chứ em, về đến đây anh mới báo giá đây là 20 mấy triệu, ai về làm thế không em ơi. Em phải, hiểu, phải làm tình người tí anh ạ. Có người người ta còn đưa không ấy anh ạ. Anh lái xe cơ mà, có phải anh không lái xe anh lái thuê cơ mà anh vẫn bảo mấy em như thế mà. Đã là bảo lái thuê thì từ đầu anh bảo hai bố con anh xe anh có ba con. Anh bảo thế cơ mà. Đúng rồi, anh có ba con chứ. Thế là ba con như bây giờ ba, này. Ba đấy. Con chứ em. Có phải cái chuyện bảo là anh lái thuê chứ. Nếu thế anh phải báo với gia đình với chủ xe từ đầu em, đi. Em phải hiểu cho anh thế chứ em cứ mang tiếng em cứ toàn cái gì nói chuyện. Chuyện khó thế cơ em à. Cho anh tặng cho anh tặng làm ăn cho mèo này. Ừ, đấy là anh phải bảo em như thế, mà em lại mắng anh không có gì. Vâng, vâng, em đứng ra chịu trách nhiệm cho. Vâng, em chịu trách nhiệm cho em. Vâng, không chỉ cứ ok thì không phải lo, em chịu trách nhiệm hoàn toàn vấn đề đấy. Cái gì? Vâng, vâng.
Vâng, ok chị ạ. Em nói thật sự ra thì không phải lo đâu, đối với em chẳng qua là cái mức độ thế, nhà người ta nghèo quá, hoàn cảnh quá, em đi giúp họ thôi. Vâng, thế em cảm ơn chị nhá. Em lo đi làm ở đây kìa. Em cũng là người đi giúp việc anh đột ngột đến thuê xe về anh đổi tiền đây đó, anh cho anh đổ dầu 3 triệu cho anh đổ dầu trước. Anh 10 triệu đi.